Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chuỗi thủ thuật Rapid Map của NKTech MAD. Thì hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một thủ thuật liên quan đến định vị sheet ở định vị đó, view ở trong sheet. Đấy. Thường thì các bạn đó mặt bằng giống như các mặt bằng đó, tầng thì các bạn đó thường là đưa vào sheet thì mình sẽ đưa và mình kéo vào các vị trí bất kỳ đúng không? Đưa vào các vị trí bất kỳ sao cho nó vừa với cái thằng là sheet, vừa với cái thằng sheet mà mình là định trước. Đấy, bây giờ ở đây tôi sẽ mở cho các bạn này. Giả sử như tôi có một mặt bằng thoát nước tầng 1 nha. Đây thì tôi sẽ định nó vào giữa cái bản vẽ này, đúng không? Vào giữa bản vẽ này. Rồi thì đối với các bản vẽ mặt bằng mà giống nhau á, đấy như mặt bằng tầng 1, tầng 2, tầng 3 thì nó cùng cái lưới trục rồi. Thì các bạn lúc bạn định vị vào sao cho nó là giống nhau ở trong cái bản vẽ này thì các bạn sẽ làm thế nào? Đấy, giống như là cái base point của các bạn vậy đó. Bạn nó phải có một cái điểm để mình định vị cho đều cho tất cả các bản vẽ. Đấy, tất cả các view ở trong bản vẽ. Thì bạn sẽ làm thế nào? Đấy. Thế để đó định vị á thì các bạn sẽ dùng công cụ vào view này, vào view bật cho mình là GUI grid này lên. Tạo cho mình một cái là gọi là sheet point đi, sheet point. Sheet point. Sheet point 1 đây. Tùy vào từng mặt bằng thì mình sẽ có từng cái sheet point. Ví dụ mặt bằng tầng hầm thì nó sẽ là lưới trục nó khác, hoặc là mặt bằng là tầng phần thân hoặc là phần tháp thì nó lại khác, nên là mình sẽ có những cái sheet point nó khác nhau. Đấy, thì mình sẽ có một cái lưới này, đúng không? Cái lưới này. Rồi, thì lưới này thì nó sẽ cho phép bạn có cái các space này. Space này thì mình sẽ điều chỉnh được, đúng không? Đấy. Thì ở đây thì chúng ta có thể là điều chỉnh nó lên tầm 50 đấy, cho nó rộng ra chút xíu. 50 đi. Đấy. Rồi các bạn thu hẹp cái lưới về. Thu hẹp cái lưới lại. Chọn lưới nha, kéo lại. Đấy. Kéo lại. Đấy. Rồi, move lên. Để sửa cái thằng này đúng không? Thằng này thì các bạn có thể là chọn thằng này làm điểm góc này, cho nó về đây. Đấy, về góc tọa độ của thằng là trục là E1 và trục là EB đúng không? Đấy, thằng này kéo lên đây chút xíu. Đây. Đấy. Chút xíu là mình sẽ là move nó về ngay vị trí này. Rồi thì tương tự đối với các bản vẽ khác thì mình sẽ là cùng sử dụng cái lưới này để mình là làm góc cho toàn bộ các bản vẽ khác. Thì các bạn là chỉ việc là vào cái một bản vẽ khác nhé, vào bản vẽ khác. Thật sự như ở đây là mặt bằng là cầm nước đây, mặt bằng cầm nước tầng 1 đây. Rồi thì các bạn là chỉ việc là bật cho mình lên thôi, bật cho mình cái lưới này lên, chọn cái lưới là shift point 1 này lên. Đấy, nó tự động nó tạo cái lưới vị trí cho bạn luôn. Và việc của bạn là chỉ việc đó kéo lên thôi. MV. Đấy, kéo lên đây. Thì khi đó thì tất cả các là mặt bằng á, nó sẽ có cái vị trí ở trong khung bản vẽ đó, nó sẽ sống giống nhau. Nó không bị lệch. Đấy, không bị lệch đi. Đấy, mình sẽ có được cái chuẩn chung cho tất cả các mặt bằng. Thì tương tự đối với các mặt bằng khác thì các bạn cũng vậy thôi. Bật lên. Đấy. Bật lên. Thì tùy vào từng mặt bằng đó thì các bạn sẽ có những cái điểm sheet point nó khác nhau ha. Đấy, kéo để đây đúng không? Đấy. Rồi mình căn chỉnh lại xíu. Rồi, ok. Đó là cách để các bạn là định vị các mặt bằng vào các view vào trong bản vẽ cho nó chính xác cái vị trí. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video thủ thuật tiếp theo của NKTech MAD. Xin chào và hẹn gặp lại.